Tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính, được đi đúng không, được đi đây đi đó nè. Dạ, người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Tính ra cái điểm thì quá cao rồi, tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái nó đâu phải đơn giản đâu, quá tốt rồi. À gái, mời nhà trai. Thôi mà anh ngồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Em lái xe luôn hả? Dạ. Chị là Ngô Đặng Hồng Dân. Đó, chị em mình cùng họ Nguyễn hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn dạ. Bước á hả em? Dạ. Và cho em gửi lời chào chị Hồng Dân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ, em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho? Thành dạ. Phố Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang. Là quê mình đó luôn hả? Dạ, quê cùng anh luôn á. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ, em chào. Rồi chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là nhà ở đâu? Là nhà ở Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Thì buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. À. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tính có, với em có cái cá tính hơi nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ, cá tính mạnh phụ nữ, thành ra nó hơi cũng là cái em dở. Lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ vậy hả? Dạ. Vậy trước đó là mình làm gì? Dạ trước đó thì em ở nhà em nội trợ. Dạ, rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái, hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ, tức rồi là khi... giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. À, anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính, được đi đúng không, được đi đây đi đó nè. Dạ, rồi sắp xếp công việc, gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha, ổn định tại gara mướn người làm. Rồi còn có rồi, kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có phòng trọ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi. Thư giãn ra giãn tại vì bị sổ sửa quá này. Dạ. Sổ sửa à? Anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi. Năm rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á. Mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá, gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn. Cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài, chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại... phòng trọ này kia với lại tiệm cái đó xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Rồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó, đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ, em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi, chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi, rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai. Nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi.
Đó, chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình không bỏ một cái nào hết, nhưng mà bị bệnh tim á. Chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ, bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn thì đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm chắc nhìn nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ đời nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn cái bình nhau một chút này, đâu có kén chọn để làm gì hoặc là vì đâu sao có chỉ ba nhau được rồi. Dạ đúng rồi, chỉ biết rằng là chấp nhận mình đã một lần rồi nha, là nó một lần ngã là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà đi đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. À, đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh, em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình, ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa, anh xử lý như thế nào. Rồi, thôi rồi chút mình gặp mình hỏi anh luôn. Dạ. Ừ, em đi với ai vậy? Dạ em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mê Linh chung với em luôn. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào chị. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyện. Em nó cũng được thôi chồng, nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm, để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Mỗi người có một cái hoàn cảnh ha, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra, nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chương trình. Dạ, rồi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi anh trai với chị gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Ai bắt đầu? Mời anh. Từng có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tại tặng. Tại vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Bây giờ em mở dạ ra xem anh tặng em cái gì nè. Rồi để cho vợ đây. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau ha. Bây giờ cái tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ, cảm ơn anh luôn vậy đó. Ngồi xuống đi. Nhanh gọn lẹ quá anh. Nhẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện rồi nhau bây đi. Bây giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm, công việc thì dạ, tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà. Cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này. Cái chuyện mà
con cái trong nhà cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện đến nhà em thắc mắc rồi ở với mẹ là xích mích này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết, thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một, là thể nói riêng mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa dĩ quý cả đúng đôi rồi, bên cả đúng bên. Không? Chứ không thể nhưng nào mà bây giờ giờ xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mâu thuẫn. Bạn này chỉ cần biết quan điểm của anh thôi, chứ còn không có đó. Tức là anh sẽ xử lý anh sẽ dĩ hòa dĩ quý cả hai bên, anh không đứng về bên anh nào cả. Anh sẽ mời em chị qua bên nói chuyện với chị. Anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong ảnh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người xong rồi mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà em ngại không dám nói. Xong quay qua nói mẹ cũng ngại nói với em nhưng mẹ cũng biết rồi. Đó thôi, nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý tự như anh Quyền Linh nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới thì... anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang đó, 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 đó. Đó, hẹn hò sao đó? Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần đi tùy thế. Theo anh đi xe máy, em còn công việc nữa. Anh không, đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này. Bốn bánh được anh lái được không? Dạ được. Ủa sao khỏe rồi? Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn. Làm giờ anh ơi, bây giờ anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi nhìn anh như vậy, ai nói anh già? Tự nhiên quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi là anh khác liền. Đó, thấy chưa, khác liền đó, mọi người thấy anh rõ ràng. Chưa không? Chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em một tuổi. Thôi chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già. Chứ em không bao giờ em nhận em già. Em còn rất là... Đừng nói tôi già. Minh mẫn già đâu. Trẻ cũng lên. Trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó. Trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng có, bây giờ nè. Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á. Đây bây giờ em anh... gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Đây. Rồi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi nhu cầu của anh Quyền Linh, chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Đấy nó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ. Nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nhá, anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Tại vì lớn tuổi rồi phải cũng không nữa lớn nữa mà phải tự tin lên ha, còn trẻ chưa có già đâu. Rồi ok, anh trai ngồi ghế đi, anh trai rồi. Ngồi đây. Ngồi đây đi em. Đó. Hai người đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Dạ. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á, thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin anh ha. Yeah. Có nhiều năng lượng sống hơn anh nha. Yeah. Rồi, để tay nút bấm đi anh chị. Anh thích là anh bấm luôn. Đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi, anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Giờ mình đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, chị nghe cái tiếng cặc của em chị mừng ghê luôn á, nói thiệt luôn. Ừ. Chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau. Thôi mình điện thoại mình lái xe
xuống Mỹ Tho mình chơi thành phố Mỹ Tho. Lái dữ luôn nữa. Ông bên phải lái trước chứ. Thì đó, lái qua lái lại. Bây giờ xin phép nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà, cho bên gia đình, bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để gặp lại hai ông Mai và Mũi cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, đó. Có thiệp mời vui rồi. Cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, anh còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy. Mẹ. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình. Với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Nói chứ hãy cố gắng liên lạc. Rồi chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn chị. Bắt tay đây. Rồi thì bắt tay cô bên cái là chị. Rồi anh nhớ nha, anh trẻ, anh còn trẻ, còn rất là khỏe. Anh chị nhớ nắm tay bạn gái đi đúng nha. Đúng rồi, đỡ xuống nè. Chăm sóc bạn gái nha. Vô chuyện tình yêu đừng đi vòng vòng nữa nha. Tầm mai là mối khó. Gặp những người lớn tuổi hơn mình không biết nói sao luôn. Cái anh này anh hay đi lòng vòng vòng. Cô gái tội nghiệp đang ngồi thôi, nó muốn nói chuyện tình yêu và cũng được. Linh biết không, khi mà yêu rồi thì già trẻ lớn bé cũng có một con đường thôi. Rối á không biết là nên bắt đầu từ đâu. Thành ra là trong chuyện tình yêu không có cái chuyện mà tưởng là lớn tuổi là ngon hơn trẻ tuổi, không có đâu. Rồi thôi vui quá nè, tôi với ông vui dữ lắm rồi nè. Như vậy là chúng ta đã kết nối được hai cặp đôi. Họ đồng ý hẹn hò nhau. Một cặp còn trẻ, một cặp cũng hơi lớn rồi. Ừ. Nhưng mà cái điều tụ lại là hạnh phúc đã đến. Cặp lớn này chúng chừng lấy nhau sớm. Lấy sớm luôn, đảm bảo luôn á. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mình được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đồ lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc. Nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao. Nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều. Và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi cái vô tâm đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi. Nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát chứ sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng.
Giờ thấy không hợp, chia tay. Dạ, tại vì bạn nam chưa tâm với em. Chưa tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối, một tháng. Mà chia tay vì vô tâm, quen nhau một tháng đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Mấy người quen người năm. Ý là mà mối tình mà tính bằng năm á, thì là em quen một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì... Anh em bay bướm lắm nè. Dạ không, không, để em nói đã. Tại vì... em làm nghệ thuật trên đây nè, nó sẽ có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất, chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không, không phải là mối tình đầu tiên, mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người yêu đầu tiên. À. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Y chang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể. Giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến. Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được, khoảng bao lâu? Dạ 2-3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha. Trời ơi, sếp luôn, sếp đâu sếp rồi. Em xin chào chú Quỳnh Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin dạ. Chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với là hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Mô
một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn vậy? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình, gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai của cuộc đời mình đó. Hả? Chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi rồi, thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính đó. Em gái, thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Nhưng anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn xa là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh, mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Ôi, chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? À, anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi,
hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ, nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện, thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên trọn đây vẹn hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Đời nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nhé. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó, quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là con gái. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả. Nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn muốn họ luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai.
Thôi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thôi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quỳnh Linh. Rồi, cảm ơn em, để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ. Vâng. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Thế là em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó, đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè mạnh, nhưng mà vâng, điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó, cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á, trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi, nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư á, là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sốc cái chuyện thứ ba xong á, em cũng không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á, thế em thành ra em chán, em muốn quen mọi người rồi đó, để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi, nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau gì đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình. Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa.
Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô hả chú? Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt. Hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó. Chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là đều thương hết. Cũng dạ, xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi, mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ, mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có quà tặng anh. Em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em hôm cũng nay có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi, để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu, tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rễ về được không? Cũng được ạ. À, cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á. Trời ơi, sale du lịch. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là trung thủy, bình trung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì vâng. Dạ anh biết. Mà mấy anh chị cũng anh thì cũng hối. Nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền. Tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Ừ. Rồi giờ nhà gái thấy sao? À, thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hồng Hôn.
Đà Lạt mà hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát à? Chỉ như đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Bảy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Là em phải theo trend để em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao à, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó à. Tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không cân xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh nè. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh nè. Em xin chào chị Ngọc Lan à. Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh ạ. Em làm công việc gì? Dạ hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do à. Cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, với em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng như là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh, khó chịu mà còn lì nữa chứ. Em trai có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Cần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Có nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhận chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn. Ừ, 4 ngày.
Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ, thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi, chú nói lại thành cái câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè, ít. Em có mấy mối tình rồi? Dạ khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những cái mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh quen, trời. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ tại vì người đó giới tính không có bình thường cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ, chị phân. Dạ là nam, nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua hỏi một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùn. Không được lùn hả? Không được lùn. Bên kia quá lùn. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không uống rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Con nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu à, mới. Bạn ơi. Gái nhậu mới đau chứ. À. À. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có bài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có, dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? À, cao, tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba nữa là cái người phụ nữ đó là giống như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo em xác định coi có cao không? Mời em ra đo. Đo luôn hả trời? Còn nếu nó không cao, nghỉ chơi thì về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm á là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài. Mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là... cho nên là em mong muốn là... Nếu mà người nào mà có cái tâm thiện, tính lành đó thì thường xuyên niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng cho em một cuốn sổ và một cái bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi giờ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Nhưng mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Thông hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người lét đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều.
Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi là đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi, tức là. Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi, tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, còn gì người ta mà... là cô giáo, chưa có đến lúc là phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa, nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé, có luyến tiếc hay là như hay là cứ tiếc nấu hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm rồi. Không có là xa lắm đó em, đây qua đó là khoảng 4 giờ đồng hồ thôi em. Ủa em biên sao mà 4 giờ vậy? Tại từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự nếu phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Ngày hôm qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không, em hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ hết trơn em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Bạn ở đó rồi. Em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Hình như không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in one minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh nè. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tại anh không biết hát được. Em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, anh đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ. Em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nắng làm mực, viết nên dòng chữ nhỏ, chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại. Màu tím mùng tới, mang hoa nở trắng cuối mùa, tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy thật sự em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó.
Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi, em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng, ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho người ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, rồi đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau. Nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi vậy hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy dường như là cái sự trống rỗng ha. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. À. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. Rồi, em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên thôi, em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau, nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó. Ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa.